hàng loạt người dân lên tiếng sau tin buồn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cả nước rơi lệ, thương tiếc một nhân cách lớn của dân tộc. Thông tin về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa từ trần mới được công bố. Người dân khắp mọi miền Tổ quốc đã phải bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn khi mà phải tiễn biệt một nhân cách lớn của toàn dân tộc. Người hàng xóm giản dị nghĩa tình. Ngồi trong một căn nhà nhỏ, chăm chú xem bản tin thời sự, thông tin về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Vợ chồng của anh Đinh Xuân Mạnh, chị Dương Thị Phượng, ở nhà số 9, phố Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đôi mắt ngấn lệ. Vợ chồng anh Mạnh ở cách nhà Tổng Bí thư chỉ một căn nhà. Thời gian Tổng Bí thư còn khỏe, bác vẫn hay sang thăm nhà tôi. Mặc dù bác là lãnh đạo cấp cao, còn vợ chồng tôi chỉ là dân thường, nhưng mà rất gần gũi. Biết là sinh lão bệnh tử, nhưng mà nghe tin bác từ trần, tôi đau buồn, thương tiếc. Anh Mạnh đưa tay quệt nước mắt, nói. Từ chiều tối ngày 19 tháng 7, sau khi có tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhiều người dân trên phố Thiền Quang đã tập trung hướng ánh nhìn về phía ngôi nhà công vụ số 5, nơi mà gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh sống. Chia sẻ với phóng viên, có nhiều người dân bày tỏ cảm xúc hụt hẫng, buồn khi mà nghe tin Tổng Bí thư, người hàng xóm nghĩa tình của khu phố, đã từ trần. Kể về kỷ niệm đáng nhớ với Tổng Bí thư, chị Phượng cho biết, vào năm 2017, khi mà tổ dân phố tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự gặp mặt người dân. Lần đó, tôi cùng nhiều người dân được trò chuyện thân mật, được chụp ảnh cùng với bác. Bác rất giản dị, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Tôi còn nhớ mãi câu nói đùa dí dỏm của bác với người dân trong tổ dân phố rằng: thật ra thì cũng căn dặn người dân phải giữ gìn an ninh trật tự, nhưng mà tôi lại là người làm mất trật tự nhất ở khu phố này. Bởi vì đôi lúc 3 đến 4 giờ sáng đã có người dân đến tận cổng gọi tôi nhờ giúp đỡ, chị Phượng đã kể. Làng xóm sát vách, vợ chồng của anh Mạnh dường như quen với tiếng xe ô tô cũ kỹ thời gian đi làm về của Tổng Bí thư. Mỗi một lần nghe tiếng xe của bác là biết bác Trọng đi làm về, cảm xúc như là cha mình đi làm về vậy. Chị Phượng nói và cho hay, nghe tin bác Trọng mất, thực sự tôi cảm thấy hụt hẫng, cảm giác như là mình mất đi một người thân ruột thịt. Ngồi trong căn nhà nhỏ, bà Nguyễn Thị Hiệp, 75 tuổi, cũng trực trào nước mắt. Bác Trọng là người tận tâm, tận sức vì nước, vì dân, phục vụ đảng, nhân dân đến hơi thở cuối cùng. Chưa được nghỉ ngơi ngày nào, bác là người được nhân dân tin tưởng, một nhà lãnh đạo đáng kính. Cũng theo bà Hiệp, nhân dân trong phố Thiền Quang rất quý mến Tổng Bí thư, một người hàng xóm dù là cán bộ cấp cao nhưng mà rất thân thiết, hòa đồng với nhân dân. Người cộng sản chân chính, cống hiến tới hơi thở cuối cùng. Từ Tây Nguyên, bà Rachel Brown, 74 tuổi, nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, giai đoạn 1996-2006, không kìm được xúc động khi mà hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Theo dõi hành trình của Tổng Bí thư và những trọng trách ông đã đảm nhận, bà Rachel Brown đã nói Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người cộng sản chân chính, có trình độ, có năng lực, hiểu biết sâu rộng. Kể từ lúc nghe tin nhà nước trao tặng huân chương sao vàng, chúng tôi đã nhận ra có điểm không lành đối với sức khỏe của Tổng Bí thư rồi. Đêm qua tôi rất xúc động, nằm chăn chọc suốt đêm, không ngủ được. Đến 18 giờ tối nay, chúng tôi rất là sốc khi mà truyền hình thông tin rằng Tổng Bí thư đã từ trần. Bà Rachel Brown đã chia sẻ lại. Bà Brown đã nói, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến,
làm việc cho tới hơi thở cuối cùng. Sự ra đi của Tổng Bí Thư là một niềm đau đớn cho dân tộc, cho Đảng, cho gia đình. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã đi và để lại di sản rất lớn cho Đảng và dân tộc. Đó là một tấm gương sáng, tấm lòng cao cả đối với sự nghiệp xây dựng đất nước mạnh giàu, hạnh phúc. Bà tâm sự. Mắt ngấn ngấn nước, từ thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, ông Trịnh Quang Thanh, 65 tuổi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tân Lập, chia sẻ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi mãi mãi là một sự mất mát vô cùng to lớn đối với đồng bào cả nước. Sinh ra trên đời, ai cũng phải tuân theo quy luật của tự nhiên. Tổng Bí thư sẽ sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Sự cống hiến của Tổng Bí thư cho giải dân tộc, đất nước Việt Nam đều đã được ghi nhận rất rõ. Riêng cá nhân của tôi, một cán bộ đảng viên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là một tấm gương sáng trong việc thực hiện cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Là một tấm gương sáng cho mọi người được học tập, noi theo, ông Thành bày tỏ. Còn từ thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự tiếc thương vô thời hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Phạm Chánh Trực, nguyên là Phó Bí thư Thành ủy, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xúc động nói: "Thương vì Đảng ta đã mất đi một người lãnh đạo, một nhà lý luận." Ông Trực cho rằng đường lối của Đảng đòi hỏi một người lãnh đạo có năng lực, tư duy sáng tạo trong suốt quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện được điều đó, thể hiện được tư duy đổi mới, sáng tạo. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát lớn, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị Đại hội thứ 14 của Đảng. Tiếp đối thành quả của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại, đội ngũ phải nỗ lực vươn lên để bù đắp vào những mất mát đó. Từng cán bộ, lãnh đạo phải phấn đấu, phải kế thừa lịch sử của Đảng, những kinh nghiệm mà thế hệ đi trước đã để lại xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiều 19 tháng 7, trời Huế bắt đầu nổi cơn giông gió. Sau khi các cơ quan truyền thông thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhiều người dân Huế đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn. Mới hôm qua, đọc thấy báo thấy bác Trọng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương sao vàng tại bệnh viện, tôi cũng cầu mong cho bác được khỏe mạnh, được tiếp tục lãnh đạo, lo lắng cho đất nước. Nào ngờ anh Nguyễn Ái, chú tại phường Xuân Phú, thành phố Huế đã bày tỏ. Là một chủ một nhà hàng ăn uống tại Huế, anh Ái nói trong thời gian quốc tang bác Nguyễn Phú Trọng, anh sẽ treo cờ rủ. Một đời sống mẫu mực cho thế hệ trẻ noi theo. Từ biên giới xa xôi, Đại úy Đỗ Xuân Điềm, chính trị viên phó, bí thư chi đoàn đồn biên phòng Na Côn Sa tại Điện Biên, bày tỏ niềm tiếc thương khi mà nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Trong trái tim người lính trẻ, Tổng Bí thư là một tấm gương sáng, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là biểu tượng cao đẹp của người Cộng sản kiên trung, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, để mỗi cán bộ, chiến sĩ, bộ đội biên phòng học tập và noi theo. Đại úy Điềm nhớ lại một niềm vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12. Lần đó tôi cảm nhận được sự mộc mạc, giản dị. Tổng Bí thư là một tấm gương sáng về đạo đức, cách mạng cao cả, luôn lo lắng đối với vận mệnh của đất nước và sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Trong đó có đồng bào nhân dân, cán bộ chiến sĩ, biên cương, hải đảo của Tổ quốc. Đại úy Điềm xúc động nói. Người lính trẻ biên cương này bày tỏ, mỗi lần cứ nghĩ về Tổng Bí thư, anh như được tiếp thêm nguồn sức mạnh to lớn để tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, để xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nỗi mất mát lớn của đất nước, là nỗi đau lớn của nhân dân. Là một người trẻ, bản thân tôi vô cùng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Tổng Bí thư.
Với sự quan sát, lắng nghe của mình, tôi nhận thấy cuộc đời của Tổng Bí Thư là một tấm gương sáng, tiêu biểu của sự bình dị, gần gũi và khiêm tốn. Ông đã sống một cuộc đời mẫu mực, chân thành xứng đáng để thế hệ trẻ noi theo, nuôi dưỡng. Tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn, như là lời Tổng Bí Thư phát biểu tại Đại hội Đoàn Toàn quốc. Tổng Bí Thư là vị lãnh đạo với lý tưởng cao đẹp, một niềm tin sắt son, tình yêu máu thịt đối với nhân dân, đất nước. Dưới sự lãnh đạo, Tổng Bí Thư cùng toàn Đảng, thế hệ trẻ chúng tôi càng tin tưởng vào đường lối của Đảng và Bác Hồ đã chọn, tin vào sự lãnh đạo của nhà nước. Đây cũng chính là động lực để thế hệ trẻ chúng tôi tiếp tục phấn đấu, học tập, làm việc, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Xin thành kính nghiêng mình trước một nhà lãnh đạo có đức, có tài, vì một đời, vì đất nước, vì nhân dân.